Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Điền đã tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023 và giao lưu dân vũ. Tham dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đồn biên phòng Hương Quang, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo hội viên phụ nữ trong toàn xã. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu và các mẹ, các chị đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống, ý nghĩa của ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước hình ảnh người phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang đã trở thành một biểu tượng cao đẹp phát huy truyền thống đó trong những năm qua hội liên hiệp phụ nữ xã thọ điền luôn đoàn kết vượt qua khó khăn xây dựng gia đình hạnh phúc tăng gia sản xuất chăn nuôi phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã có nhiều hội viên xây dựng được các mô hình kinh tế hàng năm cho thu nhập từ hàng trăm triệu đồng trở lên bên cạnh đó hội tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên xây dựng các mô hình nhà sạch vườn đẹp nhà vườn sinh thái xây dựng khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu điểm du lịch cộng đồng phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe được các chị em quan tâm các thôn đều thành lập câu lạc bộ dân vũ thể thao được chị em hưởng ứng tập luyện hăng say trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, các đồng chí lãnh đạo xã Thọ Điền đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và bó hoa tươi thắm tới lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn xã. Nhân dịp này, đại diện đồn biên phòng Hương Quang cũng đã tặng hoa chúc mừng cán bộ hội viên phụ nữ xã Thọ Điền. Cũng tại buổi tọa đàm Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Điền đã trao tặng 5 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, dân vũ, diễn kịch, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày lễ của chị em phụ nữ.